của những cái đám cháy nó còn tồn tại đó các bạn. Rồi bây giờ cháy nó ở ra Santa Cruz luôn, khói này rất là độc luôn đó, cho nên là trong thời gian này cũng giới hạn đi ra ngoài đường thì tốt hơn đó. Thì mình cũng nghe đài nói là khuyên cáo cho những người dân á, giới hạn đi ra ngoài đường nếu mà không cần thiết. Ở California mình năm nay rất là tệ đó các bạn, đủ thứ chuyện xảy ra hết, cháy rừng, rồi thời tiết thì nóng nữa, nóng một cách bất thường luôn đó các bạn. Mọi người dân cũng sợ động đất nè. Con thấy trên dãy núi không? Đó. Là khói nó bay qua đó các bạn. Các bạn thân mến, hiện tại thì Linh đang ở một cái mall nổi tiếng ở thành phố San Jose đó. Đây là Santa Cruz. Cái chỗ này thì hiện tại á, một số cửa hàng đã đóng cửa rồi. Trong thời gian này chỉ có một cái vài nhà hàng đó là họ mở cửa ngoài đường thôi. Linh đến đây để mà ăn trưa với một người bạn. Thời tiết hôm nay kỳ cục quá à. Giờ này mà các bạn thấy trời âm u không? Giống như là ngày tận thế vậy đó. Các bạn ơi, thì hiện tại Linh và một người bạn đến cái chỗ Gia Hao nè để mà ăn trưa. Thì trong thời gian này á, các bạn thấy là những cái nhà hàng nó họ mở ngoài đường như thế này nè các bạn. Cái chỗ này là cái chỗ nổi tiếng ở San Jose đó, chỗ trung tâm. Cái mall này là Santa Cruz ở San Jose. Ở đây thì người dân ngồi ngoài đường ăn nè các bạn. Họ làm cái liền như thế này nè. Tất cả người dân ngồi ngoài đường ăn như thế này cũng vui. Hôm nay là ngày thứ tư mà cũng đông ghê đó. Giống như là giờ này là giờ trưa. Bây giờ order hai cái món uống nè. Annie uống món gì đó? Màu đẹp quá vậy? Black Orchid. Black Orchid. And Bloody Mary. Vậy hả? Không, cái món này á, mình không biết. Mình nhà quê lắm, mình chỉ uống cái món trong đây nó có tí xíu rum á. Với lại cà chua đó các bạn. Nước cà chua thôi. Vodka gì đó, hai thứ. Còn cái nước kia, cái nước cái màu gì mà nó... Cái này cũng vậy, vodka với lại blackberries, blueberries. Uống cái này xong mà phải đi bộ spring. Đi bộ về chứ làm sao mà dám lấy xe bên á kia kìa, bên đó đó. Lên thấy hôm nay thời tiết gì mà âm u quá đó các bạn. Thì người ta cũng ra ngoài ăn bình thường nè. Khu này là khu nổi tiếng của người Mỹ về mà shopping đó. Thì cái chỗ này hồi xưa thì là cái bạc kinh, cái chỗ đậu xe. Và bây giờ họ để cái phạt á, họ che cái mái hiên nè các bạn, để mà cho người dân ngồi để ăn. Họ không có cho mình vô nhà. Thì bây giờ tất cả các nhà hàng đó, tất cả các cái chỗ nào mà có công việc làm ăn, nào mà có cái sân to đó các bạn, thì họ sẽ mở ngoài hết. Thậm chí là những cái chỗ mà nail nè, rồi hết tóc nữa. Cái chỗ này thì vẫn mở cửa nè các bạn. Tùy cửa hàng mở cửa ha. Ở đây thì cửa hàng quần áo nè, dành cho nam. Cái khu này hơi mắc đó nha, bán cái gì cũng vậy. Cái khu này là khu cao cấp đó các bạn. Ở Mỹ này thì có rất là nhiều mall. Cái mall này là dạng trung bình. Còn một cái mall nữa là ở Palo Alto đó. Thì họ bán những hàng hiệu nổi tiếng. Palo Alto là nổi tiếng à, hả? Bữa nào đi buổi ha? Stanford đó à. Thì chỗ này thì trung bình thôi các bạn. Trung bình là như là những cái hàng hiệu là về Chanel hoặc là Hermes á, những cái giỏ hiệu đó thì họ không bán ở đây. Thời tiết hôm nay kỳ quá các bạn. Không biết sao mà trời nửa trưa mà tối hù luôn á. Bây giờ 12 giờ trưa mà trời đang thui nè. Tại vì nghe ảnh hưởng cháy ở Sacramento đó các bạn. Thì ảnh hưởng đến thời tiết. Ở ngoài rất là bụi luôn á. Trên bầu trời thì rất là âm u luôn. Nên thấy ở đây một số cửa hàng vẫn mở cửa đó các bạn. Một số cửa hàng thì vẫn đóng cửa. Giống như là cũng tùy theo hay sao đó.
lỗi nhau hết trơn. Hello, how are you? From Nho. Mua nho gì ăn không Linh? Mua bánh mà nói như thế. Linh, bà coi tao vô gì không? Tao hỏi nho ngọt không? Nói ngọt có tao bỏ tao đi luôn thôi mà. Mới cười. Cái bếp này nè. Rất là nhiều loại sung nha, màu nâu nè, màu xanh nè, rồi màu vàng nữa, màu đen cũng ngon lắm các bạn. Cộng sung ở nhà nhưng mà có mấy cái nhỉ? Đây là sung nè, một thao như vậy là 8 đồng, 6 đồng một thao, 7 đồng một thao. Ôi này rẻ đó, bỏ bằng mua 8 đồng đó. Ngon lắm, ngọt lắm Linh. Đây là cái sung Mỹ này các bạn. Sung Mỹ này là sung nâu nè. Nó có mấy loại ha. Rất là ngọt luôn. Bây giờ Linh mua sung Mỹ nha, hai mình ha. Rồi Linh cứ gọi nào ngon ta. Lựa trái đừng có mềm quá. Trái mềm này, này loại vàng. Linh thấy loại vàng hả? Loại này ăn mua cũng không ngọt lắm. Ngọt rất hả? Là ngon. Ừ. Thấy kỳ quá. Ăn tốt lắm á. Tốt cho nên mình bị tiểu đường các bạn. Bị mở thông máu nè, rất là nhiều vitamin. Bổ sung này nè. Tranh thủ đi mua trái cây xong rồi về, thấy thời tiết hiện tại thấy sợ quá. Giờ này mới có 2 giờ trưa mà đang thu rồi các bạn. Giống như ngày tận thế tới vậy đó. Nhưng mà người dân ra ngoài cũng sợ. Mình thấy từ nãy giờ mọi người đều đưa cái điện thoại lên trời để mà quay phim đó các bạn. Tại cái hiện tượng này rất là hiếm có ở California mình. Chỗ này là một cái chợ trời, họ bán trái cây nhiều lắm. Cái cửa hàng này là cửa hàng Gucci mà bây giờ đóng cửa rồi các bạn. Nên nghĩ là họ sẽ trả mặt bằng lại đó, chứ không có thấy cái bảng nữa. Cửa hàng giỏ xách quần áo hiệu Gucci đó bây giờ đã đóng cửa rồi. Ở đây cái tiền rent rất là cao, mà đóng cửa hoài kiểu này thì mình nghĩ là sẽ không có chịu đựng được bao lâu hết. Đóng cửa rồi. Còn ở đây nữa cũng đóng cửa luôn. Đa số đây là hàng hiệu đó các bạn. Hàng hiệu không đó. Chỗ này nữa nè. Cũng không còn luôn nè. Còn cái cửa hàng này thì vẫn mở cửa. Ủa sao lạ ha. Cái chỗ này thì mở cửa nè. Đây là những cái hàng hiệu. Vali túi xách vẫn mở cửa các bạn. Còn cái chỗ này thì là xe hơi, xe điện. Linh thấy là vẫn mở cửa đang. Vô coi ha. Bây giờ mời các bạn đi vô đây coi ngắm xe điện nha. I have a new one for 21. This one starts at 50,000. 50,000. Yeah, this is the newest one. This one is the least expensive one. It starts at 38,000. 38,000, even 50,000. I like the white one. That was the most expensive one. That was at the 80,000. And it has the wings that open up. So the battery lasts how long? Battery lasts 360 miles. Wow, so you have extra one, right? You have extra one for Jen? Yeah, 360 miles, so you can charge it whenever you need to. So I can go all the way to LA, it's okay, no problem. Yeah, no problem. So I like this one. Mm-hmm. Thì this one better. Cái bánh xe ngầu ha. Cái chiếc xe này chạy được khoảng 300 mấy chục mai đó các bạn. Là khoảng hơn 500 cây số. Đó, thì khoảng gần 600 cây số đó. Lên thấy chiếc màu đỏ nè. Chiếc màu đỏ này 38,000. 38,000. Các bạn ơi, đây là một cái chiếc xe điện nè. Các bạn thấy là bây giờ ở Mỹ mình á rất là nổi tiếng nha. Xe này á là một chiếc xe chạy bằng điện. Nó rất là hiện đại luôn. Any, you wanna change the car? Gonna buy the car now? Cái xe này là xe Tesla của Mỹ đó các bạn. Thì ở đây á, họ trưng bày cho mình những cái mẫu nè.
Đây là những mẫu xe mà mới nhất đó. Mẫu mà đẹp quá ha. Đây là kiểu mới nè anh đi. Nó khóa này phải không? Cái xe này là ờ vậy hả? Đây nó có 3 mẫu ha. Là các bạn màu trắng đẹp quá. Mà cái người mẫu cũng đẹp nữa. Các bạn thấy cái chỗ này là cái chỗ mà họ ngắm điện nè các bạn. Đây. Ngắm điện ở đây ha. Rồi mình sạc điện ở đây nè. Thì nó có cái bình dự trữ cho mình riêng, mình chạy. Trong thời gian bệnh dịch thì mình thấy cũng một vài nơi đã mở cửa và một vài nơi cũng vẫn còn đóng cửa. Thì trong thời gian này là chuẩn bị bầu cử tổng thống, cho nên là nước Mỹ cũng hơi lắng động lại tí xíu. Nói chung là thời tiết thì cũng thay đổi đó các bạn. Mấy hôm nay thì nóng. Rồi hồi sáng này thì thấy tự nhiên ngủ dậy thấy trời âm u lắm. Có một cái hiện tượng thật là lạ luôn. Trời tối giống như ban đêm đó các bạn. Giống như là trời 5-6 giờ chiều vậy đó. Rất là buồn. Nói chung là hiện tượng này cũng lo lắng. Làm cho người dân Mỹ lo lắng các bạn. Tại vì nóng là nóng quá. Rồi người dân Mỹ cũng rất là lo nữa. Giống như là sợ là cái chuyện xấu xảy ra. Là sợ bị động đất nữa. Có một vài người bạn điện thoại nói với mình nó giống như là ngày tận thế sắp đến đó các bạn. Thôi thì mình xin dừng lại cái video đây. Rất là vui hôm nay chia sẻ với các bạn cái buổi đi shopping với mình, đi vòng vòng ở thành phố San Jose để quay cho các bạn coi tình hình nước Mỹ hiện nay. Chúc các bạn coi video vui vẻ nha. Nếu mà thích thì xin đăng ký kênh Linh Gali ha, ủng hộ kênh Linh Gali. Và xin mến chúc các bạn có một ngày thật là bình an. Bye bye các bạn nha.